Chào các bạn, hôm nay thì mình lại tiếp tục vẽ với màu thiên long đây. Và giấy mình dùng cũng là giấy A4 thường nhưng mà loại dày các bạn nha. Đây là những cây cọ mình sử dụng trong ngày hôm nay. Trước hết thì mình sẽ dùng băng keo giấy để dán bốn cạnh của bức tranh lại. Các bạn nhớ miết kỹ những cạnh phía bên trong nha. Trước hết thì mình sẽ dùng màu trắng và trích ra 3 ô. Sau đó mỗi ô mình sẽ cho 1 đến 2 cọ nước vào và khuấy đều nó lên. Các bạn nhớ là pha cho nó loãng vừa phải, đừng quá đặc và cũng đừng quá loãng các bạn nha. Tương tự như thế cho 2 ô còn lại. Mình sẽ pha cái tông màu pastel để tô màu hoàng hôn. Mình dùng màu tím. Lấy một ít màu tím và cho vào ô thứ nhất. Khuấy đều lên. Rồi, như vậy là mình đã được màu tím pastel rồi đó. Tiếp theo là mình sẽ lấy màu hồng. Lấy một ít màu hồng cho vào ô thứ hai. Và cuối cùng là màu vàng. Vậy là mình đã được 3 tông màu pastel, màu tím, màu hồng và màu vàng. Sau đó mình sẽ dùng một cây cọ đầu vuông để quét nền. Trước hết là màu tím. Mình sẽ quét màu tím khoảng 1/4 tờ giấy. Nếu màu quá khô thì các bạn có thể chấm thêm nước nha. Sau đó rửa sạch cọ và tới màu thứ hai là màu hồng. Ngay chỗ đoạn giao giữa màu tím và màu hồng, các bạn nhớ là mình quét đi quét lại nhiều lần và ngược lên trên một đoạn nhỏ để cho hai màu này có thể hòa quyện vào nhau và tạo ra lớp màu trung gian. Sau đó mình sẽ rửa sạch cọ và dùng lại màu hồng quét tiếp cho đến khoảng một nửa tờ giấy. Rửa sạch cọ và màu cuối cùng đó chính là màu vàng. Các bạn cũng nhớ ngay chỗ đoạn giao giữa màu vàng và màu hồng thì mình quét nhiều lần vào nhau để cho hai màu có thể hòa quyện. Ở chỗ giao giữa hồng và vàng thì nó sẽ tạo ra màu cam đó các bạn. Rồi, mình sẽ dùng màu vàng quét hết phần bên dưới. Mình dùng máy sấy để sấy cho tranh khô nhanh hơn. Tiếp theo thì mình sẽ trích một ít màu trắng ra và tô màu trắng vào phần cạnh của nắp hũ màu. Như thế là mình đã có được một hình tròn của mặt trăng rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần tô màu trắng vào bên trong là được.
Mình sẽ dùng một cây cọ hạt phỉ để vẽ mây. Mình cho một ít màu tím vào phần màu tím tô nền trước đó để nó có thể được đậm hơn và tiến hành vẽ mây. Pha thêm màu tím để tô các vùng đậm. Bây giờ mình sẽ vẽ lớp cỏ lau bên dưới. Trước khi vẽ thì mọi người sẽ dùng một cây cọ bản vuông, nhớ là cây cọ phải thật khô các bạn nha. Và mình sẽ tiến hành vẽ thử ngoài nháp trước. Nếu nó ra được các nét xước thì mình có thể tiến hành vẽ vào tranh. Để ra được nét xước tốt thì các bạn nhớ là cây cọ của mình phải thật khô. Mình cứ thử phía bên ngoài trước. Khi cảm thấy được rồi thì mình mới tiến hành vẽ vào tranh. Đây là hình ảnh của cái đầu cỏ khi mà mình tô cỏ nè. Sau đó mình sẽ dùng một cây cọ tỉa để vẽ thân của những cây cỏ lau. Mình cũng sẽ thực hiện thử trước ngoài nháp rồi mới tiến hành vào bên trong. Các bạn có thể kéo từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới thì tùy mỗi người thôi. Sau đó mình sẽ dùng chính cây cọ tỉa đó để vẽ thêm phần lá của những cây cỏ lau này phía bên dưới. Sau khi tranh khô thì mình sẽ tiến hành pha màu tím nguyên chất ra, đánh cho nó loãng ra một xíu. Và tiến hành vẽ lớp cỏ lau tiếp theo.
xong rồi thì mình sẽ tiến hành rắc cho nó các hạt bụi li ti màu tím và màu trắng. Giờ mình phát hiện phía bên trái nó thiếu một cây, mình đã thêm vào. Cuối cùng là mình sẽ pha một ít màu đen và màu tím trước đó và vẽ những chú chim. Sau khi tranh khô thì mình sẽ tiến hành tháo băng keo. Các bạn nhớ là tháo từ từ và theo hướng xéo ra ngoài nha. Như vậy thì sẽ hạn chế việc rách tranh của mình. Vậy là đã xong tranh rồi. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.